Bắt đầu từ ngày 2 tháng 12 năm 2021, huyện Lang Chánh đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và trẻ từ 15 tuổi đến 17 tuổi không đi học để tạo miễn dịch cộng đồng, từng bước tạo điều kiện cho các em đến trường một cách an toàn. Theo kế hoạch, trong 2 ngày từ ngày 2, 3 tháng 12 năm 2021, huyện Lang Chánh sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng với 1.700 liều vaccine Pfizer cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi. Trong đó, học sinh trường trung học phổ thông Lang Chánh là 1.163 liều, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên 110 liều, số còn lại dành cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi không đi học. Sau khi được phân bổ vaccine, Trung tâm Y tế huyện đã khẩn trương lên kế hoạch, bảo đảm các điều kiện tổ chức cho điểm tiêm, bố trí điểm tiêm tuân thủ các quy định của Bộ Y tế theo nguyên tắc một chiều, đảm bảo khoảng cách giữa các bàn, vị trí tiêm chủng để phòng chống dịch. Các khối lớp đến điểm tiêm thực hiện theo khung giờ, phân luồng giãn cách, hạn chế được tình trạng tập trung đông người cùng một thời điểm, có bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay, thực hiện đo thân nhiệt, đo huyết áp, khai báo y tế theo đúng quy định, bố trí vị trí khám sàng lọc, bàn tiêm, theo dõi sau tiêm theo quy định. Về nhân lực, đã huy động các cán bộ của Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện và cán bộ nhân viên trạm y tế các xã thị trấn tham gia. Các trường học có học sinh tham gia tiêm cùng phối hợp với ngành y tế huyện triển khai đăng nhập thông tin vào phần mềm quản lý tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19. Ngành y tế huyện giám sát chặt chẽ và nghiêm ngặt tất cả các khâu trong quy trình tiêm chủng, nhất là khám sàng lọc và quá trình theo dõi sau tiêm. Tất cả đều được theo dõi sát sao theo đúng quy trình để đảm bảo an toàn tiêm chủng, từ đó tạo sự yên tâm của phụ huynh và bảo vệ sức khỏe cho học sinh đến trường học. Sau khi tiêm, học sinh ngồi nghỉ và theo dõi sức khỏe tại phòng chờ được bố trí sẵn. Khu vực này luôn có các nhân viên y tế, giáo viên được phân công để theo dõi sức khỏe và hỗ trợ học sinh. Trước tình hình diễn biến phức tạp của COVID-19, thì cháu và các bạn cảm thấy rất là lo lắng. Nhưng mà sau khi được tiêm vaccine rồi thì cháu với các bạn yên tâm hơn khi ra ngoài và đến trường. Và cũng rất vui vì đã thực hiện bổn phận và trách nhiệm của công dân. Khi chúng tôi nhận được cái hướng dẫn chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa thì nhà trường đã thành lập ngay cái ban phòng chống COVID nhà trường. Thứ hai là phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh để xác định được cái thời gian tiêm, địa điểm tiêm và đối tượng tiêm. Thứ ba là chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền đến từng học sinh, phụ huynh học sinh về việc tiêm COVID-19 cho đối tượng là học sinh trung học phổ thông. Thứ tư là yêu cầu giáo viên chủ nhiệm điều tra các thông tin cơ bản theo yêu cầu của Trung tâm Y tế huyện. Còn về việc tiêm vaccine 19 thì tôi thấy là hết sức có ý nghĩa. Thứ nhất là khi các em đã được tiêm phòng vaccine COVID-19 thì tạo được cái miễn dịch cho cộng đồng. Thứ hai là tạo được cái tâm lý tốt cho học sinh và phụ huynh khi mà nhà trường tổ chức học trực tiếp. Với mục tiêu an toàn, công tác tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh huyện Lang Chánh được tổ chức bài bản, chu đáo. Việc tiêm chủng cho các em càng sớm sẽ tạo miễn dịch cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để phụ huynh yên tâm và các em học sinh được bảo vệ sức khỏe đến trường học khi mà dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến khá phức tạp.